Lý lịch của những giang hồ dám chém chết quân xa lộ Vụ chém chết giang hồ quân xa lộ thì Sử được biết đến là người cầm đầu nhận lệnh từ nữ Việt Kiều. Hầu hết nhóm của Sử là dân giang hồ mang nhiều tiền án tiền sự. Liên quan tới vụ Mai Văn Quân còn được gọi là quân xa lộ bị truy sát đến chết như đã thông tin, đến nay công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án này gây xôn xao dư luận. Nhờ giang hồ sử đại ca giang hồ quân xa lộ Tính tới thời điểm này, thì công an đã bắt giữ hơn 11 đối tượng liên quan tới vụ án. Trong số này có Võ Thùy Linh sinh năm 1991, có thể xanh út, đóng vai trò chủ mưu. Hồ Thanh Phương hay còn gọi là Sử sinh năm 1986, ngụ quận Thủ Đức, có vai trò là kẻ cầm đầu huy động đàn em chém chết quân xa lộ. Qua trích lục hồ sơ, công an xác định Phương Sử cũng là một đại ca giang hồ có tiếng khu vực quận Thủ Đức, quận 9, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, Phương Sử từng có tiền án tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng. Phương Sử có nhiều đàn em có tiếng mang nhiều tiền án tiền sự sẵn sàng nghe lệnh của hắn. Ngoài lời khai các đối tượng thì trong đêm 4 tháng 11, khi nghe Linh và Nguyễn Minh Tiến Tài sinh năm 1982, ngụ quận Thủ Đức kể về việc mâu thuẫn trong làm ăn, nên xảy ra mâu thuẫn với quân xa lộ. Sử gọi cho đám đàn em là Vương Vũ Hoàng hay còn gọi là Tâm Chùa, sinh năm 1990, ngụ quân Thủ Đức, kêu đám đàn em để đi nói chuyện và xử quân xa lộ. Hoàng Tâm Chùa còn cho gọi Phan Thanh Dầu hay còn gọi là Ba Đen, sinh năm 1990, Nguyễn Duy Khải hay còn gọi là Bi sinh năm 1999 và Lê Minh Tiến hay còn gọi là Đỏ sinh năm 2002, tất cả cùng ngụ theo quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, cùng khoảng 20 đối tượng khác thủ theo mã tấu hung khí đi xe máy tới quán karaoke Nai VIP trên đường Khổng Tử phường Trường Thọ quận Thủ Đức. Về phần quân xa lộ thì nghĩ rằng các nàng em của sự sẽ không dám làm gì mình, do quân xa lộ vốn có tiếng ở khu vực quận Thủ Đức, dân giang hồ hay còn gọi là quân xa lộ, quân khùng. Khi đó thì quân mang theo túi sách đứng trước quán đợi. Một lúc sau Sử và nhóm đàn em quay lại quán thì thấy quân đứng. Sử dùng mã tấu xong lại chém thì quân chống trả. Tiếp đó nhóm đàn em của Sử khoảng 20 người cầm hung khí, mã tấu xông vào đuổi chém quân xa lộ. Quân xa lộ bỏ chạy nhưng không thoát bị tấn công quân xa lộ vẫn thể hiện rõ bản tính ngăn liền của mình không ngán sự cùng với nhóm đàn em. Tuy nhiên do nhóm sự quá đông nên quân xa lộ bị chém và bỏ chạy vào tầng hầm của quán để tìm đường ẩn nấp. Vừa xuống tới nơi, cửa thang máy khóa nên quân bị nhóm sự vây chém. Quân dùng hung khí tìm cách chống trả để thoát thân ra đường. Khi quân vừa chạy lên tới cầu thang đường hầm thì bị nhóm sử chém nhiều nhát vào người. Nạn nhân bước thêm chừng vài mét thì nằm gục trên đường. Thấy vậy thì nhóm sử vội lên xe tàu thoát khỏi hiện trường. Trong đêm, nữ Việt Kiều cho nhóm đàn em của sử đi 4 xe ô tô, chở xuống thành phố Vũng Tàu và địa Vũng Tàu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước tàu thoát. Linh cho một người anh xuống đưa tiền và thuê nhà. Quân xa lộ được đưa đi cấp cứu, đến rạng sáng ngày 7 tháng 11 thì đã tử vong. Công an vào cuộc điều tra bắt giữ được Linh, Ti Thanh Đại, sinh năm 1985, Đặng Quốc Duy, sinh năm 2003, Bùi Quốc Duy, sinh năm 2003, Nguyễn Tiến Minh Tài, sinh năm 1982, và Nguyễn Anh Trung, sinh năm 1985, cùng ngụ tại quận Thủ Đức. Nhóm của sự bỏ trốn ở các tỉnh thành hay tin các đối tượng lần lượt bị bắt biết không thoát nên ngày 9 tháng 11, tất cả đã tới công an đầu thú và khai nhận. Trong đó thì Hoàng Tâm Chùa có một tiền án tội trộm cắp tài sản, Phan Thanh Dầu hay còn gọi là Ba Đen sinh năm 1990, có hai tiền án tội cố ý gây thương tích và đánh bạc. Nguyễn Duy Khải hay còn gọi là Bi sinh năm 1999, có một tiền án tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chung xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào